Hello mọi người, hôm nay Thường với mọi người sẽ cùng đi tham quan một căn phiên bản đặc biệt của dự án The Glacia cả nhà. Dự án cái căn này là chủ tư đang vào khu nội thất, tên của nó là Aima. Đó, bắt đầu mình cùng đi tham quan cả nhà. Rồi, đi. Rồi ok, bắt đầu mình sẽ đi cùng đi vào tham quan căn nhà mẫu cả nhà. Căn này có diện tích là 10 x 15 cả nhà. Thì xây dựng là 8 m. Đó, bên hông là sẽ trừ lại 2 m. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vào tham quan căn nhà mẫu. Rồi, bắt đầu mình cùng đi cả nhà. Đây. Thì ngay ở tầng trệt thì được chủ đầu tư là vào trang bị cho mình là đầy đủ ghế, bàn ghế, tivi. Và căn này đặc biệt một cái là xung quanh sẽ là được chủ tư mở rộng ra là vách kính rất thoáng. Và bên cạnh đây là không gian bếp. Và có một không gian bếp đảo ngay vị trí này cả nhà. Đây, không gian để tủ lạnh này. Đó, không gian bếp đảo là nằm ngay vị trí này. Ngày này là mình ra khoảng sân vườn 2 mét đó. Mình sẽ nấu ăn đây và sử dụng bếp đây. Đây là bàn ăn dùng cho gia đình. Bắt đầu mình sẽ đi. Phía dưới này thì sẽ có một cái phòng nhỏ cả nhà. Phòng nhỏ mình có thể làm nhà kho hoặc là mình có thể làm cho cái phòng để cho người phục vụ ở cũng được. Và có một cái nhà vệ sinh ở ngay phía dưới. Rồi, bắt đầu mình sẽ đi lên tầng trên. Phía ngoài này sẽ có khoảng sân vườn phía sau cả nhà. Phía sau 2 mét luôn. Vì mình có thể để bàn ghế uống trà ngay phía sau cũng được. Rồi, bắt đầu mình sẽ đi lên tầng 1. Thì căn này sẽ được chủ đầu tư thiết kế rất là đẹp cả nhà. Riêng cái tầng 1 thì được chủ đầu tư là trang bị cho mình là một cái phòng ngủ rất là rộng. Phòng ngủ dành cho chủ nhân. Này. Và có một cái phòng tắm cũng rất là đẹp. Có bồn tắm, phòng tắm đứng đầy đủ. Và cả nhà quan tâm căn này thì có thể là thường hỏi ý kiến chủ tư, chủ tư có bán không. Này, khui một cái bồn tắm này nha. Đó, một cái phòng master rất chị đẹp, đẹp lung linh. Và dưới trên mỗi lầu thì nó sẽ có ban công riêng này nha. Tiếng căn này sẽ có hai ban công ngay vị trí ra ngoài đây. Đấy. Và được chủ tư bố trí cho một cái phòng làm việc ở kế bên phòng ngủ luôn, vì chủ nhân mà nhiều việc thì có thể là làm việc ở đây luôn. Rất chi đẹp, rất chi lung linh. Ban công này ra ngoài hút thuốc thư giãn, uống cà phê cũng đều ok hết cả nhà. Rồi, mình tiếp theo mình sẽ lên tầng 2. Với diện tích là 10 x 15, diện tích của nó là khoảng 150. Thì khách hàng có thể dễ dàng thiết kế là hai phòng ngủ trên một sàn. Rất chi là đẹp. Và mình sẽ lên tầng trên thì được thấy là chủ tư thiết kế rất chi là thông minh và rất chi đẹp luôn. Đây là hai phòng ngủ. Một phòng ngủ bên này này nè. Đó. Và một phòng ngủ bên này. Kim luôn phòng khách dùng cho gia đình. Đây nha. Đó. Phòng khách dùng như đây. Phòng ngủ rất là rộng. Đó, cả nhà có thể nhìn xem này. Vì phòng ngủ nó sẽ nhỏ nhưng đó không nhỏ đâu cả nhà. Nó sẽ rộng như một phòng master của căn hộ luôn. Đó, nhà vệ sinh rộng như phòng master của căn hộ luôn này nè. Này, ban công. Đây là căn nhà mẫu Aima này nha. Này, phòng khách trường cho gia đình. Đó, mình có thể quay quần cùng gia đình đây buổi tối. Ở đây một cái phòng ngủ nhỏ. Tiếp theo
Nếu gia đình 3 thế hệ thì cái phòng lớn nhất có thể là dùng cho chủ nhân gia đình, vợ chồng, và dùng cho bố mẹ cũng được. Còn hai phòng trên này thì mình có thể thiết kế là cho các bé hoặc là ông bà. Và tiếp tục mình sẽ lên trên tầng 3 này nè. Tầng 3 căn này được chủ đầu tư là thiết kế một cái phòng tập thể dục ở ngay ở tầng 3 ngay ở nhà, một phòng tập thể dục và chỗ giặt phơi đồ ở ngoài ban công, và một phòng ngủ ở tầng trên cùng nữa. Nếu như gia đình mà nhiều hoặc là khách anh em bạn bè đến chơi thì mình có thể ở trên này cũng được. Nó móng tơ thì có đầy đủ nha, nhà vệ sinh này, phòng mát tơ. Của cái phòng này thì mình có thể cho khách anh em bạn bè gì đó ở trên này cũng được, cũng tạo sự riêng tư. Rồi. Mình sẽ ra cái phòng này. Phòng này thì là phòng uống trà nói chuyện, chẳng hạn như bạn bè đến đây thì có thể ngồi uống trà đây, mình có thể lên trò chuyện uống trà cùng với mọi người ở trên này trước đó, rất chi đẹp. À, đây có ban công riêng, view cũng rất chi chiều. Rồi, quý anh chị đang quan tâm về nhà phố biệt thự của Khang Điền thì nhớ liên hệ với Mr. Phạm Thường, thì Mr. Phạm Thường hỗ trợ quý anh chị nhiều nhất. Quý anh chị tất cả các dự án của Khang Điền, nhà phố biệt thự. Rồi, cảm ơn quý anh chị luôn đồng hành với Mr. Phạm Thường. Quý anh chị quan tâm về dự án có thể gọi cho Thường theo số điện thoại là 0868 545455 để em Thường có thể hỗ trợ quý anh chị nhiều hơn. Anh chị yêu quý Mr. Phạm Thường thì hãy đăng ký kênh YouTube của Mr. Phạm Thường để theo dõi những video mới nhất Thường có thể up vào một dự án mới, hay là những thông tin mới nhất về dự án. Nên mình sẽ nhìn từ trên xuống nha, thì tôi thiết kế rất là đẹp. Rồi, cảm ơn quý anh chị luôn đồng hành cùng Thường, cũng chúc quý anh chị luôn thành công và mạnh khỏe. Rồi, xin cảm ơn và xin chào.